chết thôi. Chết. Ừ, cái con để khoai. Thì không phải thần, không thần chết, nhưng mà các ông muốn biết bóp lái thì là được, đi bốt bốt bóp lái được. Và em xem mẹ có cần em giúp không? Không, bây giờ tôi có tim rồi. Ok, bây giờ có tim rồi. Có tim rồi không? Ok. Phải chạy rồi nha. Ôi, chết rồi. Và hai em đã dậy. Rồi, xong rồi, chuyên nghiệp kênh 6 à? 6 à? Đã có tim rồi nhé. Có tim rồi, có tim rồi. Có tim rồi, có tim rồi. Ok. Không thì các ông ấy lạc làm một team 4-5 mà farm đi. Làm một team 4-5 farm đi, hòn mở ra còn con ngon. Qua 3 sao đấy, có qua 3 sao. Dạ 4-5 đúng anh. Ok. Ui, thì 4-5 map map 3 đi. 4-5 map 3 rồi thì đi 4-5 3. Tầm 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 nào. Đi lên 31 thì họ tìm được con đồ ăn thì tao ở châu. Em đây hình như là một chợ hay là hai chợ hay sao? Trận 2 trận thì đi 41 đi cho xong rồi có ok 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 đổi đi 45 ok ok ấy gì anh nhảy thì ở ủa rồi bao giờ đi tôi qua rồi đây này cho kẻ 41 với là 41 giờ ai đi 41 qua chung người tên phóng các ông gửi kết bạn đi nha, tôi bị giới hạn kết bạn rồi không kết bạn được. Đá bớt đi, đá bớt đi. 41 từ bắt đầu. Chào nhá, gì anh ơi. Không phải, bạn chưa full nhưng mà ý là tôi gửi cái mạng nhiều quá nó full. Một ngày chỉ giới hạn 20 người thôi, một ngày giới hạn 20 người. Ủa dạ, anh đâu biết à. Thế gì đây anh ơi? Từ từ là tiêu. Thế hết nha, thử rồi. Biết cái tên không ta? Bắt đầu giờ nha. Từ SS anh xem như thế nào. À đúng rồi. Nói đến ngày mai thì ngày mai nó cũng bảo trì luôn cái chuyện lỗi mấy đúng cái trang bị ngày trong kho ấy. Mà nó có 20 phút thì sao nữa. Trước cái túi lựu đạn còn gọi gì nhỉ? Mấy nghìn tầm 3.000 4.000 ngày, xong rồi lúc ăn bảo trì cái coi như là còn mỗi mấy ngày xong cuối cùng là hết. Ủa? Ủa anh Dũng, cho em hả 40 á, nhưng mà 2 sao ngon không? Holy á 40 2 sao nữa là không có gì được. Nhưng mà cái gì 40 á ngon 40, không? Đấy là nó là S 2 sao chứ còn gì nữa. Nhưng mà ngon mà nào mà nhờ kéo ngon, 40 2 sao ngon. Ngon. Ui, về đi, về để nhắc hôm nay băng đạn còn 3 ngày một, đấy. Một cái găm phan sức mặt lồn ra mới được đấy, không phải đưa đơn giản đâu. Sang mùa 2 thì co nó dễ, đầu mùa co nó dễ kiếm. Em D được 3 sao, D 42 rồi. Ôi. Dạ. Ai có 3 sao đi đâu, ai có 3 sao đi đâu biết. Ai có đâu mà biết. Em đây được 3 sao D rồi, he he he. À, trong ngày hôm nay sang ngày mai mình cũng farm 34 để lắp thêm một cái ô tím nữa. Chắc là ngày mai là mình 34 rồi. À đây rồi. Đấy, đó cái đám bạn là cái đám trang bị kho đồ ấy. Mấy gì ngày các thứ xong nó thành còn mấy ngày. Mà hình như là tất cả tài khoản đều bị hay sao ấy. Tôi cứ kiểm tra hình như của tôi không bị sao, tôi thấy cái thanh băng đạn rồi cái bom ấy rồi túi lựu đạn tôi vẫn nguyên. Tôi thì mất túi lựu đạn. Cái gỡ bom thì nguyên, còn hồi sinh anh đang mấy trong ngày thì xuống còn có 2 tuần là bãi cả ngựa luôn. Nói chung là nó lỗi thì nó là điều không tránh được rồi. À, hát hết đi không? Đi thì có tem nè, đi không? Có. Phải ai được đi đâu mà biết. Ai vậy? Ra vừa á, ra vừa á. Ê, du đêm du. Các bạn nó Hà Kiều đúng không? Đúng rồi. Không. In tôi đi mời. Em mới level 10 à. Thôi wow. Cái kéo không? Du
Thank you.